Hello, xin chào mọi người, mới thân thương của mình. Mọi người bữa nay mình đi đặt bẫy chuột mọi người. Giờ xạ lúa, bây giờ nó lúa nó chỗ lát đá mọi người, mà nó cắn quá trời cắn. Nên mình đi đặt bẫy thôi, mà chuột ở đây nó khôn, đặt bẫy cũng khó dính thôi mọi người. Mà mình bữa nay mình quyết tâm mình đặt. Đây mình quay cho lúa cho mọi người xem nha. Lúa chuẩn bị chỗ rồi. Đó mọi người, lúa gì nè. Cắn có lỗ cho nó lát đát cho mình. Bây giờ mình đi đặt khu vực này nè. Rồi mình đặt con cái cuối cùng đó là xong. Đặt ở đây. Đặt dài. Chào buổi sáng nha mọi người ơi. Một ngày mới chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc mọi người. Mọi người bây giờ mình mời mọi người đi thăm bẫy chuột mọi người. Ngày hôm qua mình đặt mấy cái bẫy chuột đó mọi người. Giờ đi thăm bẫy chuột, đi kiếm thức ăn cho một ngày mới. Đầu tiên mình thăm bẫy chuột trước, kế đó là mình đi thăm mấy cái lú để đặt, để mình sợ bẫy chuột không có ăn thì mình có mấy cái lú kiếm dậy ăn tôm vô nấu canh với rau tập tàng mọi người. Mời mọi người đi theo chân của mình đi thăm nha, để chuẩn bị sắp tới cái bẫy đầu tiên mọi người. Khui thế kìa, có hay không, bẫy nằm đây mọi người, bẫy như bẫy báo nguyệt mọi người, cắn lúa banh chành rồi xong mọi người, nó khôn quá. Đây là giờ mọi người thấy nó cắn lúa chưa, thấy đám lúa mới chỗ mà nó cắn có lỗ rồi. Đó, bây giờ mình dung lại gần cho mọi người thấy nha, nó chỗ chơi đó. Đám lúa này là của ông già vợ mình nha. Giờ cái bẫy này giờ ấy nó không dính luôn nè, nó khôn đi đường mòn lẳng luôn, mình gài cho cái này nó không dính. Lấy cái bẫy lên cho người xem, không dính luôn, quá dữ, không ghê chứ. Rồi mọi người tới cái bẫy thứ hai tiếp theo. Rồi bẫy này lôi mất tiêu mọi người. Rồi dính mọi người, làm tốt cái nước kìa, nó còn sống luôn. Nè, nó cắn lúa bành chạnh vô người. Mình gài là không có mồi mọi người, gài theo đường mòn, nó chạy ngang nó đập vô cái giò thôi. Con này đập dính cái giò nè. Dính một con này. Phá hoại lúa quá trời luôn mọi người. Bây giờ con nào nó u nu vậy. Quá trời rồi, nó cắn banh lúa luôn mọi người. Thì mình sẽ quay mình bắt nó, để nó phá hại mùa màng quá luôn rồi. Nó cắn mình là đâu ai một tục công nó cắn đâu hết cả công luôn, khôn lắm mọi người, thuốc nó không ăn. Rồi mình xin mọi người đi tiếp tục nha, tới cái bẫy thứ ba tiếp theo nữa. Bẫy thứ ba nằm trong nhà trong bãi cỏ, biết không? Rồi xong khôn bực, cái môi hang đàng hoàng quá, mình dài trong cái này không dính là không dính luôn. Giờ mình tháo nó ra, ba cái dính từ một con, nhưng mà mình thấy nó mình dài nhiều lần quá, nó rút kinh nghiệm luôn. Bẫy này không dính luôn, còn nằm mình ngay bên hang nó luôn, nó không ra, nhưng nó biết rồi, nó khôn dữ lắm. Mọi người tiếp tục con hai cái bẫy, tổng cộng là bảy cái bẫy mà nó quay cho xuống lúa cho mọi người xem ha. Nó cắn bành đĩa vậy nó, cắn bành đĩa vậy, nó cắn lứa thưa luôn, lứa thưa luôn, là nó thấy mọi người thấy cắn không, thưa vậy mà nó cắn bành chành luôn, nó cay chưa. Giờ mình đi thăm còn hai cái cục nữa, hai mấy cái bẫy rồi xong rồi mình đi kiếm sú ăn buổi sáng rồi nè. Mình gài ngay cái đường đinh này, đi cái đường này đi dữ dằn, gài cũng không dính luôn, công nhận nó quỷ vậy. Thì nó khôn chuột gài giết nó, làm như nó có kinh nghiệm, chỗ nào thấy lạ nó không bao giờ nó bước vô. Rồi
rồi còn cần cuối cùng nữa là xong, chắc lần này chắc ăn nó không dính rồi. Khôn quá mọi người. Đây, người trong đống cỏ nè, phải không? Bước hồi vô đập cái thú bóng giò. Đây mọi người. Ủa, con này dính mà chắc con này nó bị dính từ đầu hôm tới giờ mọi người, nó cứng ngắc rồi. Ăn không được luôn rồi. Quan trọng là bắt nó chơi nó dính thôi chứ. À, ăn nó không được rồi nè, ú mềm luôn rồi. Thôi đi về bên đây rồi mình quay cho mọi người xem cái con chuột đồng này. Mọi người Việt Nam mình ăn chứ người nước ngoài người ta sợ lắm, người ta nói dơ người ta không ăn, nhưng mà con này chỉ duy nhất nó ăn lúa thôi. Mọi người được 7 cá với được có 2 con, mấy con này thì nó rất là mập. Mọi người đặt một đêm gì mình kiếm khoảng chừng 10 con, 20 ngoài con là mình làm một chảo, mình xào chế biến một chảo, mập dữ dằn, nó uống mềm luôn. Mình thấy con nào nó chấm tinh luôn rồi. Bảy cá dính 2 con, còn dính cái giò sao còn sống, con thì đập ngay chỗ này, ngay chính giữa mình luôn, chết chắc. Tổng kết cái bảy là được có 2 con thôi mọi người. Con này còn ăn được không? Ồ, con này còn cứng cứng ngắc nha, cũng có thể nha. Rồi mình mọi người theo chân mình đi thăm tiếp, thăm sú tiếp. Sáng là đi bẫy chuột cho quét mọi người, thôi giờ đi quay lại thăm lú, thăm tâm sú nha. Rồi mọi người ơi, mình tới chỗ thăm 2 cái lú rồi mọi người. Đây cái vợt quyền thổi của mình nè, đó. Để mình còn 2 cái lú, mình dở 2 cái lú nó kiếm mà buổi sáng này có cái gì ăn không nha. Chỉ mình đặt có 2 cái lú thôi để kiếm vài con tôm vô đặng mình tập trung với ra tập tàng mà nấu canh hoặc mình xào mọi người. Thay vì mình đi chợ mình cũng tốn tiền mọi người. Mình hy sinh mình đặt 2 cái lú này để kiếm tôm cá rồi ăn phụ thêm trong một ngày. Đây nó mình dở cái lú này lên cho mọi người xem. Nào dở lên nha. Gạo mọi người có lý nha. Sáng bữa nay nó chạy nhiều quá mọi người. Trời ơi, đến giờ mình dở 2 cái này xong, mình đổ 2 cái này xong rồi mình quay cho mọi người xem nha. Chứ bây giờ mình chỉ có một tay mình nhóm cái đuôi lên này. Nè. Mình quay cái tay lên nè, nó mình nhóm cái đuôi cái tay lên phải không? Đó, mình đâu còn tay mình cầm máy quay nữa, không có đường nào mình dở được hết. Giờ mình chỉ hạ xuống mình đổ. Mình tắt máy mình đổ xong rồi mình quay lại cho mọi người xem. Ôi sáng này ngon nha. Còn là thẻ không mọi người, chứ không có xuống mọi người. Thẻ con canh không thẻ con ạ. Con ta cái. Vô rồi. Rồi mọi người, cuối cùng mình cũng đổ lú xong rồi. Mình đem lên bờ đây. Buổi sáng mình kiếm thức ăn phụ thêm cho buổi sáng rồi, thấy nó cũng ăn được trong buổi sáng mọi người. Đây, mình mới đổ lên này. Con cua nè mọi người. Đó, giúp con cua. Với ngày sú nha, nhiêu có khoảng ký sú vậy mọi người, ký hơn ký chút đỉnh. Mình cho con cua nó ra ngoài mọi người. Kẹp một cái rồi. Nó quấn vô đây rồi. Không dữ lắm mọi người. Ý à. Xíu đút cái tay vô cái càng đó. Tại mình có anh tay mình quay rồi anh tay mình. Nó khó khăn lắm. Đây mọi người. Cua này hình như là cua này là cua đực thôi. Cái yếm cho này là cái yếm chân chỗ cái ức này trắng trắng này. Là nó nhỏ xíu xíu rồi, còn cua cái thì nó bự ngay, cái yếm nó bự. Cua đực người ta gọi là cua y nha mọi người. Đấy. Thì trước khi mình bắt thuôn cua mình bỏ vô thùng trước nha mọi người, lát mình chối sao. Rồi mình review cái này xuống cho mọi người xem. Đó là một con cua này lát về mình mót con ăn con, cái mai mình mót con nữa. Đấy. Đó. Nó ăn con, cái mai mình mót con, cái mình kiếm mình luộc thôi. Luộc mình làm món gì đó. Rồi sú này mình ăn nguyên ngày cũng có thể được nha. Cái này là con thẻ nha mọi người. Thẻ không? Thẻ cho phải sú, thẻ trắng tươi à. Nó bự hơn cả cái nha. Mình thấy ghê thẻ chưa?
để mình dở ra hết trơn cho mọi người xem. Sáng nay cũng được mọi người, cũng không làm không tốn tiền đi chợ nha. Đấy, tuyệt đối là không tốn tiền đi chợ nha. Cũng được á. Sướng nha. Hai cái lú mà nhiều quá, mình đặt mình ăn tới chính là tôm nó còn nhỏ lắm mọi người. Tôm này người ta mua là người ta chê. Mình đặt mình ăn khỏi đi chợ mọi người. Một buổi sáng gì là mình nắm mọi người, nhiều sú. Như cái con này mọi người. Đó. Con này là con sú. Con sú nó màu xanh xanh, con thẻ nó mà nó màu trắng trắng. Nhưng mà hai con nó bằng nhau luôn, hai con này nó bằng nhau luôn. Con thẻ nè, thẻ ăn đứng ngon lành lắm, biết sao ngon hơn sú luôn rồi. Nhưng mà tại sao mà nó rẻ hơn sú? Ngộ thiệt. Ngon dữ dằn mà nó rẻ hơn sú. Con sú lúc nào cũng mắc hơn thẻ. Mắc hơn ký cả 100.000 luôn. Con thẻ thì bự nhất thì cũng 200-220 với lại. Thật sự con thẻ cả này khoảng 140-140 rồi, thẻ này nè. 340 ký, mà con sú cỡ này là 200. Đó. Rồi mình ở đây mà mọi người sáng mình đi đặt là mình ăn đồ tươi sống không nha. Bún cạch luôn. Mấy con này là con tươi sống không nha. Này còn ngoe nè. Đó. Ngoe nè, nó kẹ ngoe, nó bung chứ nè. Đó. Chứ không phải như ở xì phố mọi người. Xì phố mọi người, người dân ta làm có rất là có nhiều tiền luôn. Nhưng mà ta ăn ha, không được tâm tươi sống như mình. Ăn muối nhiều hơn. Muối nước đá mọi người. Còn mình đây mình ăn là tươi sống. Mình vất vả hơn xì phố nhưng mà là mình ăn thức ăn tươi sống. Còn mọi người thành phố muốn ăn tươi sống thì phải là như tôm chậu oxy. Và đây ký 200.000 lên trển là ký 400. Nó mắc hơn mình. Mình đây mình ăn 200 mình lụm lên quốc khỏi đi chợ. Rồi còn một buổi sáng mình đi kiếm thức ăn phụ cho trong một ngày là cũng đã xong rồi mọi người. Bây giờ mình xin tạm biệt mọi người nha. Video cũng rất là dài mọi người. Mình xin tạm dừng tại đây. Mọi người thấy thích thì mọi người cho mình xin một like, một đăng ký nha. Và hẹn mọi người gặp lại clip sau mọi người. Xin bye bye mọi người nha. Bye bye.